Thứ hai, ngày 27 tháng 2, ông Philippe Chuchier đã đặt bút ký vào bản hợp đồng để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Vị chiến lược gia người Pháp được xem là lựa chọn tối ưu để tiếp nối thành công từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa đầy một tháng sau khi ông Park Hang-seo hết hạn hợp đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đặt thỏa thuận đưa ông Philippe Chuchier tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 2, vị chiến lược gia sinh năm 1955 người Pháp này đã có mặt tại Hà Nội. Phát biểu sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Tôi hạnh phúc khi trở lại Việt Nam, đất nước tôi yêu. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng tôi có nhiều nhiệm vụ trong thời gian sắp tới và tôi đã sẵn sàng. Tôi cảm thấy tràn đầy động lực khi tiếp toán đội tuyển Việt Nam." Ông Chuchier sẽ ký hợp đồng với VFF vào thứ Hai, 27 tháng 2. Bản hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm, kéo dài từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 7 năm 2026, kèm mức lương 60.000 USD trên một tháng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chuchier sẽ có đợt tập trung đầu tiên từ ngày 8 đến 13 tháng 3. Trong khi đó, với mục tiêu hướng tới SEA Games 32 vào tháng 5 và ASEAN 19 vào tháng 9 năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 4 giai đoạn tập trung và triệu tập hơn 40 tuyển thủ. Ở giai đoạn cuối đợt tập trung, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập UAE. Mục tiêu ngắn hạn dành cho huấn luyện viên Chuchier và đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 32 sẽ là lọt vào trận chung kết, nhưng không đặt nặng nhiệm vụ giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. Đây là chỉ tiêu phù hợp cho đội tuyển U23 Việt Nam, không phải vì thực lực mà dựa trên thực tế. Bởi lẽ, bóng đá nước nhà cần hướng tới những mục tiêu xa hơn. Cụ thể, trong dài hạn, đích đến cuối cùng dành cho vị chiến lược gia người Pháp cùng đội tuyển Việt Nam là vòng chung kết World Cup 2026. Chỉ tiêu giao cho ông Chuchier là tái lập thành tích lọt vòng loại World Cup cuối cùng của khu vực châu Á của huấn luyện viên Park Hang-seo và hướng tới việc giành vé tham dự vòng chung kết. Cần biết thêm, giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức trong 3 năm tới sẽ tăng số đội tham dự lên 48. Riêng Liên đoàn bóng đá châu Á AFC được tăng từ 4,5 suất lên thành 8,5 suất, tức 8 suất đá chính và 1 suất thi đấu playoff liên lục địa. Đó là cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup. 5 năm dẫn dắt các cấp đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái nhiều thành công rực rỡ và đưa bóng đá nước nhà đạt được bước tiến vượt bậc từ trình độ đến vị thế trên trường quốc tế. Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã hoàn thành sứ mệnh và đến lúc đội tuyển quốc gia cần làn gió mới để tiếp tục đi lên. Dĩ nhiên, chọn người kế tục vị huấn luyện viên thành công nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam không hề là điều đơn giản. Mọi chọn lựa, chỉ tiêu đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Thế nên, việc bổ nhiệm huấn luyện viên Chuchier cho thấy nhà cầm quân người Pháp là phương án khả dĩ nhất, thậm chí là tối ưu nhất cho đội tuyển Việt Nam. Ông Chuchier là vị chiến lược gia có tên tuổi và uy tín lớn. Suốt 30 năm sự nghiệp huấn luyện, vị chiến lược gia người Pháp đã gặt hái được nhiều thành công tại châu Phi và châu Á. Đáng kể nhất là chiến tích đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2002. Ông Chuchier cũng không hề là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từng làm giám đốc kỹ thuật của Học viện bóng đá trẻ PVF, rồi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên đội tuyển U19 Việt Nam từ 2019 đến 2021. Về mặt chuyên môn, ông Chuchier cũng có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm. Đáng kể nhất là việc chú trọng vào phát triển bóng đá trẻ. Thành công đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo đạt được tại Việt Nam là ngôi Á quân giải U23 châu Á. Từ thế hệ làm nên cổ tích Thường Châu, làm nền tảng, các cấp đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công vang dội. Nếu như đội tuyển U23 đạt hạng tư tại ASEAN 2018, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games, thì đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup và liên tục hiện diện trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, huấn luyện viên Chuchier bước đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tại Nhật Bản cũng từ việc chăm bẵm cho thế hệ cầu thủ trẻ. Thời điểm trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, ông Chuchier gặp nhiều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Hơn nữa, Samurai Xanh thời điểm này dù là ông lớn của châu lục nhưng khoảng cách còn kém xa những đội bóng châu Âu hay Nam Mỹ. Minh chứng rõ ràng là thất bại của ông và đội tuyển Nhật Bản tại Copa America 1999. Từ đó, vị chiến lược gia người Pháp quyết định trẻ hóa lực lượng. Ông tiếp cận các cấp đội tuyển trẻ. Ông tiếp cận các cấp đội tuyển trẻ để huấn luyện và tìm kiếm tài năng. Bước đầu là dẫn dắt U20 Nhật Bản tham dự U20 Thế giới 1999, giải đấu mà thầy trò Chuchier gây chấn động với ngôi Á quân. Từ thành công này, ông Chuchier tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Olympic Nhật Bản tham dự Thế vận hội Sydney 2000 và lọt vào tới tứ kết. Tiếp đến, với nòng cốt là những tuyển thủ U20 và Olympic, đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lọt vào chung kết Confederations Cup, giải bóng đá quy tụ những nhà vô địch cấp đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, tại World Cup 2002,
Samurai xanh dưới sự dẫn dắt của phù thủy trắng Chu Xie thi đấu đầy ấn tượng để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Điểm tương đồng đáng kể nữa giữa huấn luyện viên Chu Xie và người tiền nhiệm là triết lý chiến thuật. Tương tự ông Park, huấn luyện viên Chu Xie là mẫu chiến lược gia thực dụng, lấy sự chặt chẽ làm nền tảng cho đội hình. Không chỉ vậy, vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng được biết đến với sở trường sử dụng sơ đồ ba trung vệ, hệ thống được huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng thường xuyên trong suốt quãng thời gian dẫn dắt các cấp đội tuyển Việt Nam. Thậm chí đến hiện tại, có thể đánh giá rằng sơ đồ ba trung vệ chính là bài tủ của những chiến binh sao vàng. Bởi vậy, huấn luyện viên Chu Xie và những học trò sẽ không mất thời gian để phổ biến cũng như làm quen với đấu pháp mới. Chờ đợi những điều diệu kỳ. Huấn luyện viên Chu Xie là mẫu chiến lược gia cá tính, mạnh mẽ và đam mê cuồng nhiệt. Bóng đá đến với nhà cầm quân người Pháp như một định mệnh. Năm lên 8 tuổi, tôi nhìn thấy đôi giày bóng đá trong nhà để xe của gia đình. Lập tức tôi nhặt thấy và đi thử. Cảm giác thật diệu kỳ, như thể có sức mạnh bí ẩn nào đó giúp tôi chạy nhanh và nhảy cao hơn. Ông kể lại một cách đầy sống động. Từ định mệnh ấy, ông Chu Xie luôn hăng say với bóng đá và trên tư cách cầu thủ rồi huấn luyện viên. Ông được mệnh danh là bác sĩ phù thủy trắng vì những thành công như có phép nhiệm màu cùng với những đội bóng ở châu Phi rồi châu Á. Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội mới để bác sĩ phù thủy trắng tiếp tục tạo nên những điều diệu kỳ cho môn thể thao vua, nhất là khi ông Chu Xie còn vì yêu mà đến. Theo tiết lộ từ ông Trần Anh Tú, phó chủ tịch VFF, nhà cầm quân người Pháp nhận được nhiều đề nghị còn hấp dẫn hơn, nhưng ông quyết định chọn Việt Nam vì chót yêu mảnh đất xinh đẹp này.